nông, xin chào các bạn. Hôm nay vật tư làm nông sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm lưới mùn bông mít. Lưới mùn bông mít này có kích thước là 40x46cm, có thiết kế với dạng dây rút. Với kích thước này, các bạn có thể dùng để bao các loại mít dưới 10kg, ngăn ngừa sâu bệnh, ruồi đột phá một cách hiệu quả. Hiện tại, cửa hàng chúng tôi đang cung cấp 100 bao với giá là 300.000. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline 0985 110044 hoặc điền thông tin đặt hàng tại website vật tư làm nông.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.